Trước mắt quý bác anh chị, đây là một mẫu 7 chỗ Toyota Fortuner sản xuất 2013. Chiếc này phiên bản một cầu số tự động các bác nhé, 2.7. Chiếc này mua mới cũng khá là nhiều tiền đây quý bác anh chị nhé. Vào năm 2013 chiếc này cũng ship 1 tỷ. Quý bác anh chị nhà mình mới sở hữu được một mẫu form dáng 7 chỗ khá là cao to dài rộng này. Đấy, chiếc này thì đang được đeo biển Hà Nội. Đấy, form dáng thì cực kỳ chất, cực kỳ đẹp. Đấy, máy số nguyên zin. Đấy, keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Một chiếc được thiết kế 7 chỗ cực kỳ to cao dài rộng quý bác anh chị nhé. Đấy, và giá tiền bây giờ chỉ bằng chưa bằng một nửa cái số tiền mua mới các bác nhé. Và sau đây em xin quay chi tiết từng phần cho quý bác anh chị cùng xem và tham khảo cái mẫu Fortuner bên em vừa nhập về các bác nhé. Đấy, trước mắt quý bác anh chị là bên phần đầu xe. Đấy, được thiết kế khá là đấy, cao to dài rộng này. Đấy, cặp đèn pha hai bên cũng chỉ được trang bị là đèn halogen các bác nhé, halogen. Phần mặt nạ gồm có logo này và phần mạ chrome được trang bị khá là sáng bóng các bác nhé, sáng bóng khá là đẹp luôn này. Cặp đèn pha hai bên cực kỳ đẹp luôn. Sơn thì chiếc này mang nước sơn màu bạc các bác nhé. Đấy, sơn xi thì khá là bóng đẹp này. Chiếc này thì em đã cho tỉa tót. Đấy, phần đầu phần đít có hơi xước sáp một chút. Đấy, nhưng mà sơn xi con này thì cực kỳ đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp. Sơn xi cực kỳ đẹp rồi. Xi nhan được tích hợp trên gương. Chiếc này mang nước sơn màu bạc và đang được đeo biển Hà Nội các bác nhé. Đấy, sơn xi chiếc này cực kỳ đẹp này. Đấy, xe được tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, tay nắm được bác chủ mạ ốp mạ chrome rồi và vè mưa. Đấy, rất là đầy đủ cho quý bác anh chị. Và bên sườn được bác chủ ốp cái phần sườn này thì khá là thể thao này, khá là khỏe khoắn, khá là thể thao các bác nhé. Đấy. Sang bên phần đuôi xe thì xe được trang bị cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ rồi. Đấy. Phần cặp đèn hậu hai bên được bác chủ ốp mạ chrome này, khá là sáng bóng, khá là đẹp luôn. Chiếc này thì được bác chủ độ khá là nhiều cho quý bác anh chị nhà mình. Đấy, ốp mạ chrome, đèn quanh xe, rồi là tay nắm cửa mạ chrome các bác nhé. Lốp nắp thì khá là dày này. Đấy, lốp còn khá là dày, vành đẹp, lốp dày các bác nhé. Cu lốp đẹp này, cu lốp cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin các bác nhé. Lốp dày, lốp bên lái. Và sau đây em xin quay vào phần khoang nội thất cho quý bác anh chị cùng xem qua. Nội thất chiếc này thì mang nước 2 gam màu ghi xám và màu kem các bác nhé, ghi xám màu kem. Đấy, táp lô đẹp này, táp lô cực kỳ mới, cực kỳ đẹp các bác nhé, 2013. Đấy, gân gai còn khá là đẹp này. Đấy, vô lăng đẹp, vô lăng còn như mới. Đấy, logo còn như mới các bác nhé. Đấy, hộp số tự động. Chiếc này thì hộp số tự động hai một cầu các bác nhé, xin lỗi các bác, một cầu. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu con này sẽ đỡ hơn cái con hai cầu rất là nhiều luôn các bác nhé. Đấy, đây hệ thống này, đài này, đầu đài, hệ thống đầu đài nguyên bản theo xe các bác nhé. Đây là phần hệ thống điều khiển điều hòa đấy. Rất là đơn giản, dòng Fortuner với dòng Innova thì được thiết kế gần gần như giống nhau các bác nhé, trong nội thất rồi là
về form dáng thì Fortuner có phần bên ngoài thì phần sang chảnh hơn một chút thôi nhé, nhưng mà nội thất bên trong thì khá là giống với Innova. Đấy, táp ly táp lô đẹp này. Đấy, táp ly cực kỳ đẹp nhé, tất cả các phần nhựa này. Đấy, còn gân gai này. Đấy, bọc da này, phần bọc da còn khá là đẹp nhé. Đấy, trần được bác chủ bọc trần ni lông. Đấy, khá là đẹp, khá là chất các bác nhé. Đấy, tất cả phần nhựa này. Phần nhựa rồi là tay phanh. Không có hiện tượng bóng mòn. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Trước này thì táp bi đẹp này. Và keo chỉ zin 100% các bác nhé. Keo chỉ zin 100%. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bu lông gốc vít này, còn sáng choang. Còn sáng choang các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, tem nguyên bản nhà sản xuất luôn này. Đấy, keo chỉ rồi bu lông gốc vít cánh bên lái này. Đấy, có hệ thống chỉnh gương ở đây và gập gương các bác nhé. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Đấy, nội thất đây là táp đi cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, em quay qua cho bác keo chỉ cánh đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Đấy, tất cả táp ly táp lô đẹp này, nội thất cực kỳ chất các bác nhé. Đấy, khá là sáng luôn. Táp đi cánh cửa đằng sau này. Đấy, bên phụ này như bác đã thấy đây, cái da cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, cái da này cực kỳ mới luôn. Đấy, nội thất chỗ này cực kỳ sạch sẽ các bác nhé. Đấy, cái da cực kỳ dày dặn luôn này. Sàn này đã được bác chủ bọc sàn da rồi. Đây, keo chỉ cánh đằng sau bên phụ bên lái này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, ốc còn chưa có vết bạn cơ. Đấy, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp cho một mẫu Fortuner 7 chỗ nhé. Đấy, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, khoang sau thì không có người ngồi thì bác có thể gác ghế lên như này. Đấy, để đồ cho rộng các bác nhá. Có người ngồi thì bác có thể hạ xuống. Phần cốp đít keo chỉ nguyên zin các bác nhá. Phần cốp đít đây. Đấy, ốc còn chưa có vết vặn các bác nhá. Đấy, phần cốp đít keo chỉ nguyên zin luôn. Đấy. Đấy, cực kỳ chất nhá. Quay qua các bác xem gầm này. Đấy, gầm còn đen xì các bác nhá. Gầm tất cả còn khá đẹp luôn này. Đấy, gầm đây. Quay qua các bác xem phần gầm các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và sau đây em xin quay vào phần khoang máy qua cho quý bác anh chị cùng xem qua nhé. Đấy, cam kết quý bác anh chị là 4 cánh keo chỉ nguyên zin. Đấy, cốp đít thì như các bác thấy rồi. Còn zin hết nhé các bác nhé. Đây, em quay qua cho các bác xem phần khoang máy và keo chỉ phần cabo các nhé. Phần cao quá. Đấy, đây là phần khoang máy chiếc Toyota Fortuner. Đấy, về máy em cam kết với các anh chị là máy còn nguyên zin hết tận mặt các bác nhé. Đấy, máy chiếc này thì giống hệt như máy chiếc Innova như nào thì máy con này như vậy thôi nhé. Đấy, máy thì bốc của máy Innova sang rồi. Đấy, rất là giống nhau luôn. Đấy, xe thì cam kết với quý bác anh chị là keo chỉ nguyên zin này, máy zin, máy cực kỳ khô ráo nhé, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ này, cực kỳ chất nha các bác nhé. Tôn còn xanh nét này. Đấy, phần tôn này xanh nét các bác nhé. Đấy, cabo này còn chưa có vết vặn các bác nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin luôn. Cam kết với quý bác anh chị chiếc này thì keo chỉ còn kèo nguyên zin, máy số zin này. Đấy, tả sai cho quý bác anh chị về xem xe thì em sẽ trả cho quý bác anh chị tiền chi phí đi lại nhé các bác nhé. Nếu sai em sẽ trả cho quý bác anh chị tiền chi phí đi lại. Đây, rằng còn nguyên zin như mới các bác nhé. Rằng nguyên zin. Đây, sassi đây, em quay cho quý bác anh chị xem rõ cái phần sassi bên dưới đây.
Đấy, sân si đây nhé các bác nhé, sân si phần đầu đây. Đấy, phần đầu. Đấy, nguyên bản. Nguyên bản hết các bác nhé, kèo chỉ nguyên zin. Máy số zin, tất cả zin nét đẹp nhé các bác nhé. Chiếc này thì cam kết với quý bác anh chị là zin hết toàn tập. Đấy, chiếc này thì đang được bên em chào bán với giá là 450 triệu đồng vẫn bớt nhé các bác nhé. Đấy, Toyota Fortuner sản xuất 2013, số tự động một cầu. Chiếc này em đang chào bán 450 triệu đồng, giá vẫn bớt cho quý bác anh chị nào thiện chí về xem xe nhé các bác nhé. Các bác vào xem thì ủng hộ em lượt like, lượt xe. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh để mỗi lần em up video lên thì quý bác anh chị là người cập nhật những cái video về điện thoại quý bác anh chị nhà mình nhé. Đấy, cảm ơn quý bác anh chị đã xem tin, xin chào các bác.